Học hai trường nhưng mà học một năm không theo nổi, cho nên cuối cùng mới nghỉ cao thắng học ngân hàng. Ra trường tốt nghiệp không? Dạ tốt nghiệp em đi làm luôn. Em làm ngân hàng 4 năm. Ồ, như vậy là em có học nghệ thuật không hay là? Dạ không, em không hề học nghệ thuật. Và em chỉ trong quá trình chọn rồi. Đúng rồi. Trong quá trình em học đại học á thì em có tham gia lớp người mẫu. Lúc ai dạy của BL? BL ngày xưa đó. BL. Thật ra thì khi mà tham gia người mẫu thì cũng là nhát, rất là run sợ. Nhưng mà do người mẫu thì diễn lạnh thì mình không có nói chuyện gì nên con đỡ. Có một câu thoại thôi mà cũng thoại lắp ba lắp bắp, không có thoại được. Và sau này tập từ từ thì mới quen. Gia đình ủng hộ tài làm nghệ thuật không hả? Mới đầu không chịu. Gia đình thì quyết tâm là cho nó đi bên ngân hàng. Thì nó đi là đi học rồi làm ngân hàng ai về đâu thì nó lén lén nó qua bên phim, nó đi học đi đóng phim đâu có hai đâu. Đối diện tử thần. Còn nhớ phim nằm lóng dài thấy thương lắm, hiền mà có hiếu với mẹ. Phim đó phát sóng hay là phim? Dạ phát sóng truyền hình chị. Rồi ở nhà coi mới biết hay là thông báo trước rồi Tài? Cái bữa nay đâu có biết cái đóng một phim đó, cái bữa nay về với cũng có bạn bè với có phó đạo diễn về xin cho anh Tài đi, nó không dám nói nữa nên nhờ người ta xin giùm á, xin rồi nó đi phim đó. Là dẹp ngân hàng đúng không anh? Đúng rồi, buồn dữ lắm. Sao buồn, cô thấy lên tivi cũng ngon lành, đóng toàn với chính không? Sợ nó lên nó đóng phim rồi không được ta cười. Không được ta cười, sợ không được ta cười. Khi mà ta bước sang lĩnh vực nghệ thuật á, thì lúc đó gia đình cũng buồn nhiều. Tại vì cái thời điểm đó là cái thời hoàng kim của ngân hàng. Nhưng mà em nghĩ thì gia đình rất là buồn. Thứ nhất là tại vì con mình đã ổn định rồi mà bây giờ nhảy sang lĩnh vực này thì không biết như thế nào. Nhưng mà lúc đó Tài có nói với má, với cha và với gia đình đó, em đã chọn cái con đường này rồi thì em phải có trách nhiệm với nó. Và em sẽ cố gắng khẳng định ở cái con đường này. Với cái lời hứa đó thì Tài cố gắng. Thay vì người ta lúc đó là 26 tuổi rồi, lúc đó người ta phải đi thì mình phải chạy. Khi mà thấy anh Tài đóng vai chính, cảm xúc của vui không cô? Bộ phim nào đóng vai ác á, cô ngủ không được luôn á. Sao mà tại sao ngủ không được? Sợ đủ thứ. Đi chợ rồi mấy người ở chợ mà bạn bè cũng khen mình ở chỗ mình á. Riết ngại không dám đi chợ. Bữa nào đó bộ phim mà chiếu vai ác rồi Đại Vĩnh Long á. Với họ coi như thường á, rồi bắt đầu sao không dám đi chợ. Trời ơi kỳ vậy. Áp lực không? Trời có sức hồn nói mới nói Tài thôi con đóng giống vậy. Dây hiền thì con đừng có đóng vai ác nè, vai ác má không dám đi chợ. Chào chương trình, chào chị Thủy và chào Hot Boy. Trời ơi, anh sao á, anh làm như thiệt á, sao em đẹp bằng anh? Sao cái vẻ đẹp của anh nó trường tồn theo năm tháng vậy anh Tài hả? Anh phải cho lớp trẻ nhú lên chứ anh. Anh cứ đẹp hoài vậy sao tụi em nhú nổi anh? Em nhú rồi đó, chưa có một danh hài nào mà body 6 múi mà cuồn cuồn xuống dưới. Trời ơi, thiệt luôn á, anh giới thiệu em làm như Lý Đức vậy. Cuồn cuồn bình thường thôi. Dạ cô ơi, cô giới thiệu về bản thân mình đi cô. Cô Trương Thị Thống, quê ở Bến Tre. Công việc hiện tại cô hồi đó cô cực lắm, mà giờ mấy đứa con Tài với mấy anh chị em nó không có cho làm, thôi già lớn tuổi rồi. Đại gia rồi. Ngày xưa làm gì cực, cô nghe nói là ngày xưa là giàu trong trứng giàu ra. Phải không cô? Có hồi đó nghèo à? Không, cô thấy cái nhà dưới quê dòi bự lắm. Thấy rồi, nhà bự lắm. Cũng làm cực lắm. Làm gì cô lúc đó làm gì? Làm sản xuất kinh doanh dừa á. Trời ơi, ta kinh doanh. Ủa, người ta giám đốc thấy mà đồ vét là thấy nghi rồi. Là giám đốc kinh doanh. Dạ, cái xưởng mình là mấy mẫu cô? Mẫu đất hả? Mẫu đất hả? Có một mẫu à? Mẫu trời, có một mẫu đất chứ nhiều. Mà sao thì mới sang thêm được hai mẫu? Trời ơi, trời ơi, đúng không? Nhà anh Tài bao nhiêu anh em cô? Đang là 4. 4, anh Tài thứ mấy cô? Anh Tài Út thứ 5 à Út. Khúc mà có bụng có bầu á là có kén gì không cô? Hồi đó thì kén ăn lắm mà có thích đồ ngọt à. Thích đồ ngọt, thích món gì cô? Thích món chè cho nước. Chè cho nước hả? Trời ơi. Cơm đồ ăn ít lắm. Dạ, ăn lần 20 viên cô. Ăn ít viên, vài viên vậy hả? Vài viên xương xương. Đi sang một mình hay là sao chị? Đau bụng rồi mượn bà chị dâu, chị đưa vô trạm xá đi bộ đó cũng gần. Rồi lúc mà có bầu anh Tài là thích trai con gái cô? Trời khoái gái. Thích gái thôi. Ham gái dữ lắm. Cô đã đẻ nó trai chị ơi. Cái buồn trong bụng không có nói gì tới đó. Chuyện ra phòng cái bắt hồn không dòm tới nha. Một hồi cái nó nút giật áo cái thấy thương quá cái thấy dòm mặt thấy cưng cưng luôn. Ngày xưa anh Tài quậy phá không cô, lúc còn nhỏ nhỏ cô? Nuôi chim sáo nè, rồi nuôi gà kiển, rồi nuôi bọ, nuôi đồ, nó làm tự đóng lòng tự nuôi. Dạ.
Rồi dưới Bến Tre là dừa nhiều đúng không cô? Dừa nhiều. Mỗi lần khi leo dừa có nào té không cô? Con nghi. Té tụi đọt dừa té xuống cô. Có bị lần. Thấy không? Con nghi mà. Nghi là leo dừa là phải té. Sao cô té lúc đó là sao cô? Té rồi bị gãy cái ngón tay vậy nè, cái vô sao nó băng lại được. Phá à, phá phá. Trèo phá đó, trèo phá hai dừa đó. Mà còn nhỏ đâu có cho trèo, trèo tới lứa thì kêu người ta lại ta đốm, ta thảo kêu đâu có cho trèo mà. Mấy tuổi? Mấy tuổi mà có té mấy tuổi cơ? Rồi 6-7 tuổi vậy. 6-7 tuổi. Dạ 6-7 tuổi. Nhỏ thì trèo cái ổi đi mà đặt lanh trèo cái dừa té. Mà biết chăn nuôi nè, trồng trọt rồi nè, giỏi không? Có tay nuôi. Em nuôi bò nè, nuôi thỏ nè. Nuôi vịt, nuôi gà. Dạ. Rồi trong cái thời gian nuôi cái nào sự cố nào không cô? Tới chừng lên trên thành phố thì đậu đại học rồi á, cái về thôi con bán hết dẹp nghỉ đi chứ con đi rồi má không có làm nổi, bán bò mà khóc. Có tay nuôi nuôi được chứ. Là nuôi được hết. Nuôi hai con chim sáo thì mà biết nói không? Nói. Nói đây là hàng có kiểu cài, ốc cài thì em biết thương lắm. Tới có khách nó kêu má ạ, nó kêu rõ ràng á. Má ạ. Nó kêu vậy á, tài cưng lắm, đi lên học cái này nè, cái gì nhà cái thằng cháu nội có 3 tuổi nó đi hái ớt cho ăn ngày 2 trái thôi, nó hái ăn nhiều cũng sao thì con chim chết cống. Cái này nó ngủ nó thấy con chim chết nó về nó tiếng sách lên, ai về vậy chim chết ngồi buồn hiu à. Trời ơi. Bây giờ còn nuôi không tài? Dạ không chị. Ủa là cho ăn ngày 1 trái đúng không anh? Nó cho ăn ngày 1 ký hả? Dạ 1 trái 2 trái. Tại vì ngoài vườn có ớt nhiều á. Hái vô. Tại vì em thấy con cưỡng nó thích ăn mà con nó cũng ham ăn lắm. Đưa ớt nhiều lần hết. Ăn xong chết luôn. Chết luôn. Nóng rồi có chết. Nóng được chết. Từ nhỏ tới lớn bắt cua quánh sát rạc. Mà vụ gì quánh cua? Hồi đó thì có vụ chiếc xe, mới bị quánh. Chiếc xe là mới mua chiếc xe về. Ông ta tập chạy, chạy rớt cái Dũng. Hồi đó thì cũng nghèo mua chiếc xe cúp vậy đó. Nói nghèo đâu. Nói cô nghèo gì. Nói nhà mẫu đất nghèo gì không. Được, lúc đó được. Rồi chạy nè nè anh rớt Dũng. Chạy rồi anh nó chạy nó không để nó chạy rớt cái Dũng mà không chết thì giấu. Giấu rồi về cái tội giấu nữa rồi về cái bắt cuối lên quánh. Có anh Trận đó đó. Có đi chơi đêm đi hôm được không cô? Không không có đợt là đi cỡ hát rồi về khuya đó cái Trận đó bị cuối quánh. Cái năm đó là 11 rồi. Coi cả nhà hát dưới huyện qua Tri á. Mà anh nhớ cái trận đánh nào đó anh đánh dữ không anh? Đánh dữ à? Đi học là chiều về rồi. Bữa nay đi học tới là 1 giờ 12 giờ chưa thấy. Bị nói anh đó là thằng anh thứ ba nó con chở má đi kiếm tài cho tới giờ nè cũng về má lo quá tài. À, bạn ơi thằng tên bằng nó hù má ơi má đừng có lo nó đi coi ca nhạc có giấy quảng cáo mà đi đó đi về tới vài trăm thước tắt xe dẫn vô rồi cái róc lôi để nằm sẵn lên bắt cưới quánh. Ủa mà sao đi không nói mẹ? Tại biết má không cho. Hồi đó là rất là mê Chế Thanh á. Chế Thanh mà mê Chế Thanh từ năm lớp 10, tại vì lớp 10 là được xuống Ba Tri học mấy lần là Chế Thanh về nhưng mà không dám coi tại vì sợ má không cho. Lần đó xong bấm bụng đi đại học thêm xong cái ở lại coi mà ngặt nói là thì thường ngôi sao là hát cuối cho nên là 12 giờ mấy Chế Thanh mới hát xong. Hát xong là giọt về tới nhà thì 1 giờ đâu có dám chạy vô nhà đâu, phải tắt máy trước rồi sau đó nói với má là xe bị hư dắt bộ về. Má đâu có tin, má biết trước rồi. Trời để cây sẵn. Nhưng mà lúc đó là thích ca nhạc, thích văn nghệ hay là thích nghệ thuật vô tài? Từ nhỏ là em thích chụp hình cho nên á là sau này lớn lớn lên thì coi cái chương trình thời trang á thấy mà mọi người mặc đồ đẹp quá cho nên em cũng thích là sẽ sau này mình lớn lên mình sẽ làm người mẫu, mình sẽ được mặc đồ đẹp, mình được chụp hình vậy thôi. Học xong 12 á? Học xong 12 á. Anh thì... dự định vô nghệ thuật luôn chưa hay là anh học trường khác? Tại vì lúc đó là gia đình là hướng theo ngân hàng cho nên bắt buộc phải thi ngân hàng. À, cho nên là thi vô ngân hàng đậu và sau đó đậu thêm một cái trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng nữa, học hai trường. Nhưng mà học một năm không theo nổi cho nên cuối cùng mới nghỉ Cao Thắng học ngân hàng. Ra trường tốt nghiệp không? Dạ tốt nghiệp em đi làm luôn. Em làm ngân hàng 4 năm. Ồ, nhưng như vậy là em có học nghệ thuật không hay là? Dạ không em không hề học nghệ thuật. Và em chỉ trong quá trình chọn rồi. Đúng rồi. Trong quá trình em học đại học á thì em có tham gia lớp người mẫu. Lúc ai dạy của BL? BL ngày xưa đó. BL. Thật ra thì khi mà tham gia người mẫu thì cũng là nhát, rất là run sợ. Nhưng mà do người mẫu thì diễn lạnh thì mình không có nói chuyện gì nên con đỡ. Có một câu thoại thôi mà cũng thoại lắp ba lắp bắp, không có thoại được. Dạ. Rồi sau này tập từ từ thì mới quen. Gia đình ủng hộ tài làm nghệ thuật không hả? Mới đầu không chịu. Gia đình thì quyết tâm là cho nó đi bên ngân hàng. Dạ. Thì nó đi học rồi học làm ngân hàng ai về đâu thì nó lén lén nó đi qua bên phim, nó đi học đi đóng phim đâu có hai đâu. Cái gì đâu tiếng đâu đối diện tử thần. Còn nhớ bên phim, bên phim nằm đóng dài thấy thương lắm, hiền mà có hiếu với mẹ. Phim đó phát sóng hay là phim? Dạ phát sóng truyền hình chị. Chắc rồi ở nhà coi mới biết hay là thông báo trước rồi tài? Cái bữa nay đâu có biết cái đóng một phim đó, cái bữa nó về với cũng có bạn bè với có phó đạo diễn về xin cho anh tài đi, nó không dám nói nên nhờ người ta xin giùm á, xin rồi nó đi phim đó.
là dẹp ngân hàng đúng không anh? Đúng rồi, tôi gặp buồn dữ lắm. Sao buồn, cô thấy lên tivi cũng ngon lành, đóng toàn dây chính không? Sợ nó lên nó đóng chương rồi không được ta cười. Không được ta cười, sợ không được ta cười. Khi mà ta bước sang lĩnh vực nghệ thuật á, thì lúc đó gia đình cũng buồn nhiều. Tại vì cái thời điểm đó là cái thời hoàng kim của ngân hàng. Nhưng mà em nghĩ thì gia đình rất là buồn. Thứ nhất là tại vì con mình đã ổn định rồi mà bây giờ nhảy sang lĩnh vực này thì không biết như thế nào. Nhưng mà lúc đó tại có nói với má, với cha và với gia đình á, em đã chọn cái con đường này rồi thì em phải có trách nhiệm với nó. Và em sẽ cố gắng khẳng định ở cái con đường này. Với cái lời hứa đó thì tại cố gắng. Thay vì người ta lúc đó là 26 tuổi rồi, lúc đó người ta phải đi thì mình phải chạy. Khi mà thấy anh Tài đóng vai chính, cảm xúc của vui không cô? Bộ phim nào đóng vai ác á, tôi ngủ không được luôn á. Sao mà tại sao ngủ không được? Đủ thứ. Đi chợ rồi mấy người ở chợ mà bạn bè cũng khen mình ở chỗ mình á. Riết ngại không dám đi chợ bữa nào đâu. Bộ phim mà chiếu vai ác rồi Đại Vĩnh Long á. Nhưng họ coi như thường á, rồi bắt đầu sao không dám đi chợ. Trời ơi kỳ vậy. Áp lực không? Trời có sức hồn nói mới nói Tài thôi con đóng giống dây dây hiền, dây hiền chứ con đừng có đóng dây ác nè, dây ác má không dám đi chợ. Lúc mà em tham gia diễn viên á, là nói chung là nhà em là được mọi người rất là quan tâm. Cho nên mỗi lần má đi chợ là ai cũng hỏi là Tài nó đóng phim gì hay sao hay là xuất hiện phim gì rồi là lúc nào cũng đợi má đi chợ. Má nổi tiếng hơn em mà. Tại em ít về quê. Cho nên là khi mà mỗi khi em đóng vai ác á, là mọi người bàn tán dữ lắm. Bàn tán mọi người, người này thích, người kia không thích. Cho nên là ở dưới quê mà bị nói vậy là má rất là ngại. Mà về gia đình có ủng hộ theo nghệ thuật không Tài? Thật ra tới bây giờ gia đình cũng không ủng hộ. Ba không ủng hộ luôn. Bây giờ tham gia Tài cũng có được một số vai diễn cũng nhất định. Nhưng mà khi mà có một cái chuyện gì đó không vui á, má lại nói là phải chi mà con đi theo ngân hàng á. Thì bây giờ đã ổn định hơn bây giờ. Cũng không bị những cái điều tiếng như vậy. Nhưng mà từ đó giờ chắc phốt thì chắc anh Tài cũng nhẹ nhẹ thôi đúng không? Thì nói chung là cũng sương sương. Rồi những khi mà bị như vậy rồi cảm xúc cô như thế nào cô? Ví dụ mẹ con là bà bị hoang mang đó, mẹ con toàn là phốt lớn không? Cái cảm xúc lúc đó là sao cô? Trên này chứ dưới không có nghe gì hết. Không nghe gì hết, ở trên này, thôi. Tức là thấy không, nó nhẹ đến nỗi một cái khu vực thôi. Còn con bị là cả nước biết. Ghê thiệt. Nhưng mà Tài cũng có những cái thành công, cũng có những cái giải thưởng. Rồi về chia sẻ với gia đình thì gia đình sao ạ? Cái lần đó thì đều có mẹ bên cạnh. Giải gì anh đúng không? Ví dụ giải thưởng truyền hình HTV. Cũng tình cờ thôi, mẹ lên thăm. Rồi xong cái nói mẹ tối nay có chương trình cũng hay lắm, mẹ đi với con. Rồi xong hai mẹ con đi tham dự. Rồi xong rồi bất ngờ được gọi tên lên nhận giải thưởng. Thì mẹ cũng mẹ nhìn như không tin gì đó. Bữa nó ngồi tới 10 giờ thấy trao giải thưởng nó thôi đi về Tài ơi, giờ má mệt quá. Ê, con đóng vai ác rồi má còn thấy ghét đi huống chi người ta chắc không có được giải thưởng đâu. Cái này với tới chừng hồi 10 giờ cái Bình Minh với cái cô anh Siêu gì cái giới thiệu trên mời diễn viên người mẫu đoàn Thanh Tài chứ. Ủa ai giống con à Tài. Rồi có cảm xúc cô như thế nào con? Trời ơi mừng hết sức. Mừng. Lúc mà nhận được cái giải thưởng HTV thì rất là hạnh phúc, và đã làm được và là chứng minh cho má và cũng như gia đình thấy mình đã cố gắng nỗ lực như thế nào mới được như vậy. Nó lại là thành công ở một cái mình nói kêu bằng nghề tay trái nghệ thuật, ha. Còn cái vấn đề mà thành công ở trong cái về kinh doanh thì sao hả Tài? Thì mọi người thấy thời điểm này thôi. Nhưng mà trước đó thì em cũng đã từng thất bại và em cũng đã làm cho gia đình buồn mà đặc biệt là má. Kinh doanh gì anh? Lúc đó thì khi mà nghỉ ngân hàng á, chính thức qua bên nghệ thuật rồi đó, lúc nào em cũng sợ là tại vì sợ bị hỏng chân. Ví dụ nếu một ngày đó thì không mời mình đi quảng cáo, không mời đi phim, thì mình không có tiền để mình sống. Cộng tác với một người bạn mở cửa hàng kinh doanh, thì kinh doanh đồ cưới rồi dạ hội vest. Nhưng mà một thời gian thì nó hoạt động không hiệu quả. Thì do là lúc đó thì mình ham đi diễn quá, mình không có quản lý được. Mà với lại mình cũng không có kinh nghiệm để quản lý, mà không rành về lĩnh vực thời trang nữa. Cho nên là cuối cùng bị thất bại. Cho con hỏi là tiền nó của cô hay là của anh Tài cô? Đúng ra là tiền của cô ạ. Đó lại là của cô nên buồn dữ dội. Rớt nước mắt. Trời ơi, nó hồi má thôi má, bỏ nhà đi má lên, má dòm ngói quản lý cho con đi nóng phim thôi. Không được, cái nghề của má cũng dứt kinh doanh chứ đâu bỏ được. Rồi đó má nói con từ đầu rồi. Con má không có cho con ra tiệm đồ cưới mà con ra giờ con ráng đi chứ giờ má không có làm được phải mướn người. Năm nào hả Tài? Dạ lúc đó là 2015. Em kinh doanh từ 2010 tới 2015, 5 năm. Thấy vậy rồi cũng không có rầy con nó thấy thương. Bữa nay chở đồ về dọn dẹp cái đồ cưới rồi tôi khóc quá trời, tôi thương con mà trời nó buồn dữ lắm. Buồn lắm hả cô?
chưa từng thấy. Ngủ không được hả cô? Ngủ không được thì có đủ thứ rầu, buồn rầu, ốm luôn á. Ốm luôn. Mà thương con, mấy anh chị nó an ủi, nó má đừng có buồn. Em nó mận thất bại, nó kinh nghiệm, rồi sau này nó mận thành thành chứ không gì má đừng có rầu. Nhưng mình cũng vậy mà, chị mình cũng là thất bại, rồi mình thành công, rồi mình cũng bao nhiêu trận thăng trầm. Thành ra là tuổi trẻ này nó đừng có lo quá coi vậy chứ mà nó đủ sức nó vượt qua được hết. Sự thì cũng phải cảm ơn những cái khoảng thời gian đó để cho mình nhiều kinh nghiệm, rồi mình có nhiều bài học để sau này khi mà mở về lĩnh vực ăn uống á, thì Tài cũng rất là thận trọng và cũng thăm dò kỹ và mình đã có kinh nghiệm rồi, cho nên là cũng thành công. Và sau đó thì Tài xây dựng thành chuỗi. Ủa là chuỗi gì vậy anh? Ẩm thực QB 88. Rồi bắt đầu thất bại, cái bắt đầu có ép lấy vợ không? Thấy từng giờ còn cũng chưa có ổn định nghề nghiệp rồi thôi khoan cái vợ. Mà bây giờ cô có muốn anh lấy vợ chưa? Trời ơi, vợ ổn định quá rồi. Có thì cũng muốn rồi đó, thôi nói giờ con 2 năm trở đây con phải cưới vợ. Hai năm. Nói rồi giờ quyết định chứ không có nói bây giờ. Không có giờ gì thấy nghề nghiệp cũng tạm ổn rồi. Cưới vợ được rồi. Chịu không? Hai năm rồi đủ không? Mà được con cái có hiếu ngàn thì hả, nên nó thấy cô nào được thì nó cũng dẫn về. Dẫn về thả má thích thì con tiến hành tới, má không thích thôi. Thì chị nói gì đó, dẫn về mấy lần rồi? Có mấy lần á. Mấy lần rồi đó? Mấy lần rồi đó? Cũng không được cái gì. Mới quen quen không? Năm sáu lần. Năm sáu lần. Năm sáu lần rồi. Mà mẹ cưng quá ha. Dạ. Em mệt rồi Tài ơi. Rồi cái nhà mà bự ở dưới là mới xây hả cô? Thằng Tài nó làm á. Nó thiết kế, nó đi ở ra ngoài phân tích gì, nó lấy cái kiểu ngoại gì tàu bên Mỹ, lấy nửa cái này nhà này nửa bên kia, thì nó thiết kế nhà vậy nó khác. Trời ơi, tôi lấy một cái nửa cái là ở bên Mỹ, nửa cái đâu cô? Ở ngoài gì, ở gì phân tích ngộ ha, tại em ở Mỹ mà ghép phân thiết hả? Lấy kiểu là ghép đâu còn thầu xây trái ý rồi là về phải phá, rồi nói về là sợ rồi nó đập phá nữa thì vậy á. Nó làm cho được vậy đó, cho dữ ý chứ hạ nghịch ý một chút là không được. Cái nhà tâm quý của anh thì sao? Nhà đó tâm quý của Tài, nói chung là ước cái nguyện từ nhỏ là lớn lên cố gắng làm để xây cho ba má và gia đình cái nhà. Tại vì thấy ba má cực lắm, hồi xưa nói gì nói chứ ba má là khi mà ở riêng á là hầu như là hai bàn tay trắng, ngày nào làm cũng tới là 1-2 giờ sáng mới ngủ, rồi sáng là 5 giờ dậy, con ngủ 3 tiếng. Mà từ hồi lúc mà Tài biết, Tài nhận thức được tới lúc mà Tài lên Sài Gòn học là ba má vẫn còn cực như vậy đó. Cho nên là nói với trong lòng là sẽ cố gắng làm xây cho ba má một cái nhà, một cái biệt thự mà như 5 sao vậy đó, chuẩn đạt chuẩn 5 sao để cho má hưởng thụ tuổi già. Và cuối cùng thì năm rồi đã hoàn thành được. Mẹ buồn nhất là khi mà Tài thất bại về vấn đề là kinh doanh, nhưng mà rồi là cũng Tài luôn là cho ba mẹ cái sự hạnh phúc nhất. Là cái nguyện ước của Tài là xây được cho ba mẹ chính một cái nhà mà của mình, từ tay mình, từ cái công sức của mình làm ra. Rồi có nào cô lo sức khỏe anh Tài không? Ông đi sớm về khuya hoài. Là bữa cái cô giúp việc đó, cũng nay cô bán thằng Tài nó làm quá trời, 2-3 giờ khuya nó mới về, ngủ con chút rồi nó ăn ít xíu, có một chút cơm mà chứ sợ bệnh chạy lên. Chạy lên thì nói con ơi, con làm ít ở nhà mình cũng không đến đổi đâu, con đừng có làm quá sức rồi bệnh. Trời ơi, nhà đến đổi tại vì đam mê chứ phải mà làm kiếm tiền đâu, tôi cũng ghiền nữa. Dạ chứ cũng đi suốt vậy đó, đi vậy. Giờ đến hiện tại bây giờ cô ủng hộ anh chưa cô? Ủng hộ anh theo chưa? Ủng hộ rồi, ủng hộ cũng 2-3 năm nay ủng hộ rồi. Mà vẫn còn lo. Làm quá sợ nó bệnh. Thấy nó ốm rồi thì họ thấy nó ốm rồi. Ông eo quá chứ không ốm gì. Có nào đi làm mình bệnh mình sốt mình phải giấu mẹ? Nói chung là hầu như là về sức khỏe là giấu mẹ nhiều nhất. Đó có. Giấu mẹ nhiều nhất. Chị có bị nặng không anh? Có mấy lần bị sốt nằm ở nhà thôi. Rồi cũng giấu, không cho. Nói rồi cô giúp việc không cho má hay. Tài chủ động gọi về cho má nhiều hơn. Cho nên thấy mà 1-2 ngày mà thấy không gọi là má gọi lên. Mà gọi cô giúp việc hỏi là Tài làm gì không gọi điện về. Thì lúc cô giúp việc tiết lộ là đang bị bệnh sốt này nọ đó thì má rất là lo. Bà viện quá trời của đất. Quá trời, tâu thì bận dễ sợ thiệt. Tại vì người hai đầu lương mà đúng không? Ăn hai đầu lương mà là người giúp việc á là giống như là người thân lính biệt phái của má vậy đó. Tại vì á là ở dưới đưa lên. Từ bánh te đưa lên mà. Bây giờ má ở dưới là giống như là trung tâm giới thiệu việc làm vậy đó. Ví dụ như là anh hai bên quận 6 á là kinh doanh mấy chục người và má cũng tuyển hết. Rồi nhà hàng của Tài 4 cái nhà hàng là cần mấy trăm người. Thì má cũng đưa từ dưới quê đưa lên hết. Tiện ở dưới đưa lên để giúp việc 5-7 người thì đúng má rồi. Cũng đưa lên. Đó là tay trong điều khiển từ xa đó. Cho nên là không điều khiển từ xa đó. Những cái thông tin gì là má nắm hết.
Trùm á. Trùm luôn. Trùm cuối nữa. Ôi trời. Sẵn có chương trình Con Tôi Vô Số Tội, nếu mà có những điều gì mà anh Tài chưa có nói với mẹ thì sẵn về chương trình này anh có điều gì muốn nói với mẹ anh không anh Tài? Ăn chương trình này thì con cũng xin lỗi má, có những lúc mà con hay cãi lời là đã làm cho má buồn. Cảm ơn thật nhiều tất cả những gì mà tình thương má đã dành cho con, và lúc nào má cũng lo lắng cho con từ cái nhỏ nhất con. Trời ơi thương quá à. Không biết không biết đi trời ơi. Thương con không có chấp cái gì hết trơn, không có chấp số gì đó thầy rồi thôi, không có chấp số gì đó. Dạ má ơi, sẵn đây có gì má muốn nói đứa con út cưng của má không má? Thì con rất là thương nó, có cãi mấy chuyện đó thôi chứ ngoài nữa không có gì hết. Hồi nào gì nó cũng không có làm gì cho mình buồn. Cãi chuyện lấy vợ, giờ 2 năm nữa anh hứa gì trong vòng 2 năm anh làm được không vậy? 2 năm trụ để lấy vợ rồi sinh con đồ. Đấy thì cũng lớn tuổi rồi, để có con có tương lai rồi chứ. Mới giỡn chỉ có 7 lần thôi. 7 lần thôi. Chưa đủ chục 12. Chục 12. Chờ 5 lần nữa. Thôi cái đó duyên phận thôi dạ. Chứ bây giờ hứa 2 năm sau hứa. Đúng không? Dạ ngày hôm nay con cảm ơn cô, như là cảm ơn anh Tài đã tham gia chương trình Con Tôi Vô Số Tội.